giải pháp hóa đơn điện tử Mi Invoice. Hàng tháng, các doanh nghiệp đều phải phát hành hàng nghìn hóa đơn cho các giao dịch mua bán hàng. Việc phát hành hóa đơn giấy tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian và rủi ro trong việc lưu trữ và quản lý hóa đơn. Để giải quyết tất cả các vấn đề trên, hóa đơn điện tử Mi Invoice là giải pháp tối ưu giúp đơn giản hóa hoạt động gửi nhận và quản lý hóa đơn. Điểm vượt trội của hóa đơn điện tử Mi Invoice so với những phần mềm hóa đơn điện tử khác là sản phẩm có áp dụng công nghệ blockchain, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và tin cậy của hóa đơn điện tử. Công nghệ blockchain trên Mi Invoice được hiểu như một cuốn sổ cái, ghi nhận toàn bộ trạng thái và cập nhật đầy đủ thông tin về hóa đơn cho các bên tham gia đều có thể kiểm tra và xác thực. Tất cả lịch sử giao dịch của hóa đơn, ngay cả các hoạt động xóa bỏ hay điều chỉnh sẽ đều được ghi lại trên sổ cái blockchain. Công nghệ blockchain trong phần mềm hóa đơn điện tử Mi Invoice đảm bảo thông tin hóa đơn được bảo mật. Các giao dịch, lịch sử về hóa đơn sẽ không thể bị giả mạo hay thay đổi.